Rồi đây quay cận cảnh cho các bạn coi con hào các bạn. Con hào đây ăn được nha các bạn. Đây con hào đang không ăn được mà con hào đang ăn được đây. Đây là con hào nè. Hào mình hay ăn đó. Đây là mới bám cho nên là nhỏ chứ bám vô ghe á, nhỏ chứ bám vô thứ tôn hay là cây thì to lắm. Đó mọi người, nó bám hơi bị chắc luôn. Khi nó ra hơi bị cực đó nha. Đó mọi người, nó bám hơi bị dày đặc luôn. Cạo cạo ra rồi nha các bạn. Cạo ra rồi. Đó con hà này. Bự bự không? Này mấy con đây chạy ra ăn được nè mọi người. To rồi. Mình chạy đây ra xong rồi chừng mình có ấy gì không anh? Mình có trà lại không? Là máy trà lại hả? À, trà lại. Đây là mình cạo mấy cái con to thôi cứng đó hả? Chừng mà trà là trà mấy con nhỏ cái đi hay luôn hả? Nhỏ mình cũng cạo mà trà bên chân này nè. Đây chắc là mình chạy xong rồi chồng phải xịt nước nữa ha nè. À mình xịt nước. Ngày xưa lấy bằng trà, bữa nay xài có xịt rồi. Khỏi dùng tay khỏe. Bên này không những hà mà lại có rong xanh nó đóng quá trời. Đây mình phải cạo hết rồi các bạn, trà nữa cho nó láng sơn chứ không mà xuống nặng ghê, chạy nặng ghê lắm. Rong xanh nhiều như vậy chập nữa phải dùng giò nước đó các bạn. Hồi bữa mình có quay cho các bạn coi cái clip là cách trà rong không dùng tay các bạn, sẽ dùng nước thủy lực nha. Cái xịt lên là bay hết. Nhưng mà như hồi nãy mình nói á, khi mà cạy hết những con hà ra các bạn, những con hà ở đây đó. Hà với hào, con hà là con này các bạn, hà là có đốm đốm này, còn con hào là nó tôn là dột dột đấy. Con hào là mình ăn được nha, đó con hào mình ăn á. Nói chung mình sẽ lấy mấy trà hết sạch sẽ rồi sơn lại. Chạy như vậy lúc trước mình cũng có làm rồi, rất là mệt nha các bạn, nãy đi rất là mệt. Cây mà yếu là nó gãy luôn. Cây mà gãy gãy luôn. Đây còn chồm mình nữa xong rồi. Đó là cái mê nó bằng xi măng hào nó ăn. Đây là bằng xi măng hả chú? Xi măng. Ủa chứ không phải là bằng keo plastic nè. Kia keo mấy cái kia. À còn đây là mình bán xi măng, giờ mà hồi nãy là tưởng đâu keo plastic. Lấy đồ xuống rồi xi măng à. À. Xi măng chứ ở trong nó có cái dạng thép luôn hả chú à? Đúng rồi. Nó mới bám được. Nó cài bằng thép gai. À trong vậy là cài bằng thép gai. Gai vào bắt đầu. Rồi tô xi măng hay gì nó hào nó ăn nhiều dữ rồi. Lát tích nó cũng bám nhiều mà không? Bám nhiều mà nó dễ đi. À. Bám không chặt bằng cái thằng xi si này. À. Không phải người ta nuôi tôn xi măng á, tôn cũ người ta bỏ nước. Dạ dạ. Bám. Ừ. Yeah, mà xi măng là nó nặng lắm nha mọi người. Nhưng mà được cái là xi măng là làm cho cái ghe là đỡ bị nước.
cứng. Mình sẽ đập thử một con hào ra cho bạn xem nha. Hào à. Đó. Đây các bạn. Đó, con hào nè mọi người. Đó, ăn được nha, con hào mình ăn á. Đó, cho các bạn coi cận cảnh luôn. Có những ghe nó đóng hào bự á, đem người ta lượm người ta bán được luôn á mọi người. Nếu mà ở ghe đó mà 2-3 năm không nó nhụ á. Đó, còn con hào nhỏ đây. Đó, con hào có đâm này. Nó chỉ ở đây nó đâm tay ghê lắm nha. Đây mà lỡ một cánh quạt mà nó bị dính gì mà lặn xuống rồi đâm tay người á. Đây mình đập này rồi. Nó cũng có cái thịt ở trong nhưng mà hào đây không có ăn. Ăn hào kia. Con hà là con này nha các bạn. Đó, mấy con này nè, bám vô nè. Bây giờ chà cho nó sạch mấy con này luôn nha các bạn. Đó, chà sạch mấy con này rồi mình sơn vô nó mới ăn chứ không cần sao lại á. Mình sơn vô mà nó có mấy con này lỡ mà nó bóc ra là lớp sơn nó cũng đi luôn. Cái này là cần phải chà. Biết là chà trên cái lớp keo này là sẽ hại lớp keo. Nhưng mà cũng quan trọng lớp sơn nữa, còn không có sơn là hà nó bám vô là nặng ghê. Đó, dùng có mấy chà. Chà các bạn. Ở đây có bụi ra nó ngứa lắm các bạn ơi. Ngứa ngáy lắm, những người chà vậy là rất là cực các bạn. Chuyện ngứa ngáy chịu không nổi luôn. Bữa mình có quay trên kia dán keo thôi mà nó chuyện ngứa mấy ngày luôn. Làm những người làm ghe này là không phải là sướng gì đâu, kiếm đồng tiền thời đại bữa nay là mà thời đại nào cũng vậy, rất là cần, nhất là làm cái nghề chà ghe này. Về đây các bạn thấy cánh quạt khủng khiếp không các bạn, cánh quạt to khiếp đảm. Này, có bàn tay găng tay mình mới đĩa chút xíu thôi. Ôi, lắp đây, lắp ra chắc 120-130 luôn. Tán cái quạt, tổ bố luôn. Rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình. Đây video ngắn thôi các bạn, để các bạn xem toàn cảnh người ta cạo hào như thế nào, lên ghe lên ụ có nhiều việc làm đó mọi người. Rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi, hãy nhấn nút đăng ký và ủng hộ mình bằng cách like, hoặc là có điều gì thắc mắc các bạn cứ bình luận ở dưới.